Rồi, hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Rock 2P nhờ. Lại tiếp tục đi review account thôi anh em. Trước khi review tôi phải tâm sự một tí là hôm qua cái video review Nick Boss rùa nó bị bay màu rồi anh em ạ. Không biết tại sao luôn. Nên là hôm nay chúng ta sẽ đi review một cái nick. Tôi không biết là nick này phải boss không, nhưng mà hiện tại thấy power khá là cao, 114 triệu với điểm tiêu diệt 20B nha anh em. Ua. Chúng ta sẽ cùng đi xem ở bên trong quả nick Black Hawk đến từ Kingdom 3267 có cái gì nha anh em. Trước hết là về tài nguyên và game, mình thấy khá là nhiều. Tầm khoảng 9 tỷ tài nguyên với 112.000 game. VIP hiện tại chắc chắn là VIP 18 rồi và chỉ 1.219 ngày thôi nhá. Tất cả những cái rương VIP ở đây là nick đều đã mua hết. Đầu tư tiền rất là gớm nha anh em, mắc cả hai hơi thở của tiền rồi. Đây, về sức mạnh và điểm tiêu diệt thì điểm tiêu diệt rất là cao, 20B. Một trong những nick điểm tiêu diệt cao nhất mà kênh từng review các bạn. Tiếp tục chúng ta có tiêu diệt T4 là 545 triệu và tiêu diệt T5 là 768 triệu. Chất lượng điểm tiêu diệt rất là tốt, nick này chắc chắn là mình nghĩ là tướng với đồ rất là khủng đấy. Về cái hồng đồ thì nick này hiện tại tham gia 2 lần, không được cái hồng đồ nào, tiêu diệt nhiều nhất là 104 triệu và chữa lành nhiều nhất là 64 triệu, chết 2 triệu mốt, đánh đồng rất là nhiều nha. Chiếc rương của thời đấu Osiris thì win 35 trên 65 trận và rank Olympia hiện tại là thanh đồng anh dũng. Ở đây tiện mình thấy ở trong album mình thì có một cái hình bạn này được top 1 thống đốc hùng mạnh nhất với 1 tỷ 280 triệu điểm, liên minh là DA10, tên cũ là Múp nha các bạn. Mình không biết là nick này là nick mua hay nick chơi từ đầu nữa, nhưng mà chắc chắn giá trị của nick này rất là lớn. Đấy, sức mạnh tối đa 142 triệu này, chết 36 triệu, thu thập 15B và hỗ trợ tài nguyên là 81B nha anh em. Cực kỳ khủng các bạn. Về mục đội quân chúng ta tiếp tục có là 5 triệu 9 lính với 1 triệu bộ, 3 triệu 5 kỵ và gần 1 triệu cung T5 nữa. Như vậy nick này cũng là một nick chuyên kỵ binh nhá anh em. Đó, nick này thì cũng được cái bạn gửi nick cho mình giới thiệu là một trong những khoản nick siêu chiến. Xem tiếp về trong giao diện thành phố thì mình thấy là thành phố trang trí cũng đơn giản thôi. Đang luyện lính T4 ở đây, để xem luôn về skin nhà. Skin nhà 34 cái nha anh em, nhưng mà như thường lệ thôi, chúng ta sẽ chỉ đi đếm những skin nhà huyền thoại. Một nhà huyền thoại KVK1 hoàng hôn buông xuống, thiệt hại kỹ năng 5%. Một nhà vườn treo Babylon tấn công bộ binh 10%. Thêm một nhà nữa nơi ở của thánh thần phòng thủ kỵ binh 10%. Có pháo đài băng giá phòng thủ bộ binh thêm 10% anh em. Cái này khá là giống cái skin nhà máu bộ binh mới nhờ. Ở dưới này mình sẽ xem tiếp. Ui, có cả nhà thiên đỉnh bộ binh mới luôn. Wow, nhà này sức mạnh bộ binh 15%, các bạn có thể so sánh hai cái skin nhà bộ binh. Thế quái nào mà cái nick này lấy toàn skin nhà bộ mà lại luyện nhiều kỵ thế nhở? Ở đây thêm một cái nhà vương cung thánh đường thánh Peter phòng thủ bộ binh 10%. Cái nhà này thì lại hoàn toàn miễn phí nhá, các bạn đánh tầm khoảng 2 mùa chinh phạt là các bạn có thể đổi được ở trong shop chinh phạt rồi. Và nếu mà so sánh về chỉ số thì các bạn thấy nó hoàn toàn không có sự chênh lệch quá nhiều. Cái nhà pháo đài băng giá ngày xưa rất là ngon, phòng thủ bộ 10 trừ sức mạnh kỵ 5 và trừ phòng thủ cung 5. Thì cái nhà miễn phí này các bạn cũng được cộng phòng thủ bộ 10. Thậm chí các bạn trừ tấn công kỵ và tấn công cung, hai cái chỉ số ấy mình nghĩ là nó còn ít quan trọng hơn chỉ số máu. Đó, nên là về cái mặt lý thuyết ấy thì cái vương cung thánh đường thánh Peter này thậm chí là còn nhỉnh hơn cái pháo đài băng giá. Dù chỉ là một chút thôi nhưng mà vẫn là nhỉnh hơn nha. Có chăng thì chỉ chênh lệch một chút về cái độ đẹp trai đúng không? Ok, mình rất tò mò biết là nick này có bao nhiêu chỉ huy đây. Vừa vào phát thấy SCPO full cam rồi, 7 món ta lần nha anh em. Tuy nhiên thì tất cả đang biểu trưng cộng 1 và đặc biệt là có một cái vinh quang vĩ đại nhất. Cái này sẽ tăng sát thương thường lên 5%, sẽ có tác dụng lên cả chiêu 1 của con SCPOB này, rất là ngon. Về vũ trang của SCPO chúng ta có mọi thiệt hại 1.7, ở 3 dòng bộ binh được hơn 15% với binh văn cường tráng tăng thủ thêm 3.5, khát chiến thêm 1.5 sát thương thường và lu mờ giảm 2.5 tất cả sát thương kỹ năng hứng chịu. Nói chung là vũ trang cũng ổn, mình thấy là cũng không phải là quá gớm đúng không? Có HKB ở đây thì xét vũ trang mình thấy tốt hơn rất là nhiều. Có thợ săn này, hào khí, khước từ, thợ thủ công, ba dòng kỵ cũng rất là cao, ba dòng kỵ của HKB này hơn 20% và có mọi thiệt hại thêm 1%, tốc độ hành quân kỵ binh 3.5. Ngon đấy chứ. Về HKB chúng ta có một set kỵ binh full talent, hiện tại áo cộng 2, tay cộng 2, quần cộng 2. Tuy nhiên phụ kiện lại có là dao găm với lại cái ánh sáng đêm trường. Ánh sáng đêm trường hiện tại đang 50/100 tinh luyện này. Dao găm thì chưa tinh luyện, hai cái phụ kiện đều ngọc trinh luôn. Mình đã xem thử HKB tiêu diệt có gớm không. Gần đây thấy nhiều anh em nhận xét con này đánh nhau ngon lắm. HKB tiêu diệt được 24 triệu người này. Tiếp đó có Gia Cát Lượng, đây là set đồ cam ta lần thứ 3 nhá anh em. Một cái set hàm rồng, tất cả cộng 1, không có hai cái món phụ kiện đâu.
Về Gia Cát Lượng thì nick này tiêu diệt cũng 24 triệu, tiêu diệt người dã man 326 triệu. Kiểu nick này cũng nạp gớm ấy, nên là không kéo man là đúng rồi. Vũ trang của Gia Cát Lượng chúng ta có mọi thiệt hại 4%. Wow, cao thế. Ở đây dòng cung cũng khá là ổn nha. Dòng cung mình thấy là được hơn 16% chỉ số cung. Và có Minh Văn cường tráng này, chống địch kháng sát thương thường thêm 3%. Và tinh nhuệ sẽ gây ra thêm 1% sát thương. Tiếp tục có Nevsky, hiện tại đã max skill. Nevsky chúng ta có 7 món đồ cam. Ở đây thì Ngọc Trinh hết luôn nha. Có một cái chống trận Karuak. Vũ trang của Nevsky thêm mọi thiệt hại 2.6. Bây giờ mình mới để ý là chắc là bạn này vẫn xây dựng cái dàn vũ trang tập trung vào chỉ số mọi thiệt hại nhiều hơn. Chỉ số kỵ binh ở đây được 18.6 chỉ số kỵ với Minh Văn dàn trận này. Đáng sợ. Hấp tấp tăng tốc độ hành quân và che chắn tăng thủ. Dưới này chúng ta tiếp tục có Hạng Vũ. Con ghẻ Hạng Vũ ở đây chúng ta cũng được mặc một set đồ cam 6 món, Ngọc Trinh hết. Và có một cái vũ khí VIP 16 ở đây, phòng thủ kỵ binh cộng 15%. Ta có Minh Văn cứng cựa này, với lại 3 dòng kỵ binh. Tổng chỉ số được hơn 20% chỉ số kỵ. Cũng khá là ổn nhờ. Có Cha Gian mắc luôn. Ở đây có một set Mích Trúc. Wow. Set Mích Trúc 5 món nha, đang còn thiếu cái nón. Nhưng mà nick này như hơi thiếu phụ kiện nhờ. Nãy giờ mình thấy phụ kiện kiểu cứ thiếu thiếu sao ấy. Ở 3 dòng ở đây chúng ta tập trung nhiều hơn vào chỉ số bộ binh. Với 4 cái Minh Văn là Đè Bẹp, Hào Khí, Khước Từ và Táo Bạo. Đội hình lệch nha các bạn. Dưới này chúng ta tiếp tục có thêm Attila, rồi hết đồ anh em. Gian Zitka này, Taric, rồi Jisun Shin, Gogo này, AM Free không nói rồi. Nebuchadnezzar mắc, có Flavius mắc, Hidora mắc luôn. Có cả Chandragupta nhá anh em. Zenobia này, Pakka, ui rất nhiều tướng nhá. Lên cả Bechan các bạn, Bechan liệu có xài không? What? Bechan cũng tiêu diệt 11 triệu người, như vậy là sử dụng Bechan cũng nhiều phết. Có Doan này, Hera để đép với lại Gogo rồi. Hera tiêu diệt 6.4 triệu, kéo man 275 triệu điểm. Justinian đã mắc, Justinian chúng ta có 7.6 triệu người tiêu diệt. Dồn vào đây là 340 tượng Justinian à, wow. Lưu Triệt cũng đã mắc nha anh em. Lưu Triệt tiêu diệt được là 25 triệu người rồi này. Ui, nick rất khổ nghe, toàn tướng beta mắc hết. Ui, mắc cả hai con cung mới luôn hả? Asurbanipal hiện tại mắc skill nha. 284 tượng vào đây, chưa tiêu diệt một người nào. Wow. Khiếp, đúng là quả nick siêu chiến thật anh em ạ. Có Herman P hiện tại là cũng tiêu diệt được 3.4 triệu người này. Và ở đây chúng ta có chọc vàng 534 chọc. Có Haran cũng đã mắc. Ui, Zatwiga mắc luôn. Tào Tháo, Saladin. Có cả Richard ở đây điểm tiêu diệt man rợ 1.4 tỷ. Alex này, Elcid, CM, Mina, Sơn Đế Ốc của Shiza. Ui, Khan Béo chưa mắc nhờ. Khan Béo 5551, Takeda mắc, William mắc luôn. Gớm thật sự. Ramses 5511 là đã hải quay xe rồi. Gì xong gì mắc này, Hannibal Baxa. Ok, rất nhiều tướng nha anh em, mình sẽ đếm thử nha. Cực kỳ nhiều tướng. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 đúng không? 37 đây thêm 2 con nữa là 39. Ở Cleopatra là 40. 42 con tướng ca mắc các bạn. Ui. Nhưng mà nick này được cái là mắc rất là nhiều những con mới ra gần đây nha. Đây là một điểm mình đánh giá rất là cao. Đấy, những con tướng mà mới ra hot mạnh hồi beta hiện tại gần như đang có. Kiểm tra thử mấy đạo trên Open Field xem nào. Chúng ta sẽ có đạo đầu tiên là Gia Cát Lượng Herman. Đạo thứ hai là HKB Doan. Đạo thứ ba là SC Lưu Triệt. Đạo thứ tư là Nevsky William. Và đạo thứ năm là Hạng Vũ Justinian. Như vậy là nick này đánh khá là nhiều đạo kỵ binh, nhưng mà lại không có nhà kỵ binh các bạn. Có lẽ sẽ chờ để đua thêm một thiên đỉnh nữa chăng. Dưới này chúng ta có mấy cặp Rally này, có Taric Pakkan ở Azerbaijan kết hợp với lại Herman để Rally. Rồi tiếp tục là con Zenobia Flavius. Rồi có Gian Zitka Jisun Shin và cuối cùng là Hera Jisun Shin. Tính ra nick này là đép bằng bộ kỵ cung ấy, rally bằng bộ kỵ cung đều được nha, đầy đủ. Tuy nhiên thì thông thường thì meta trong game ấy các bạn chỉ xài có mỗi một cặp à. Ví dụ anh em có 4-5 cặp đép ấy, các bạn đâu xài hết được đâu, xài mỗi cặp mạnh nhất hợp meta nhất thôi. Mình kiểm tra một đạo cụ ha. Đạo cụ. Ui. Nick này cũng dư tới là 3.2 triệu điểm VIP các bạn. Rất nhiều rồi, chỉ riêng cái này đã hơn 3.2 triệu điểm VIP rồi.
Game trong người, ui game trong người đang bị âm, ui pha lê bị âm, vãi nồi nick này refund à. Ôi cái nick này vãi âm ở đây, thực ra thì không nhiều pha lê lắm anh em. Âm 150 cái pha lê, chỗ này thêm đâu đấy tầm 4 triệu 6 pha lê cũng không phải là con số quá nhiều. Nhưng mà không biết là lâu chưa, ở đây có hai cái 650 game cũng bị âm này, ui. Hay là refund gói tháng ta. Nick này hơi ảo ma nha, một tăng tốc. Tăng tốc của chúng ta tiếp tục dưới này có tăng tốc chung khá nhiều, 8.000 cái 60 phút và 61 cái 1 phút. Nhưng mà tăng tốc 3 giờ, 8 giờ, 15 giờ thường ít, nếu mà tăng tốc đánh này ở mức ổn thôi, không quá nhiều. Keyboard rất là khủng, lấy hết tăng tốc đánh nhau rồi. Ở kho dự trữ trong nick, 22 cái 50.000, 13 cái 20.000, có thêm 8 cái mở rộng độ cân nâng cao. Ở đây là một thiết bị, 11 cái rương vật liệu tím, ở đây là trang bị nha anh em, mình sẽ đếm về số đồ ta lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cộng 4 là 13, 13 cộng thêm ở đây nữa là 16, 17, 18, 19, 20, 20 cộng dưới này thêm 3 món nữa là 23, đúng không? Rồi hết anh em, 23 món cam ta lần. Nhưng mà bây giờ mới để ý là nick này ở 3267 ấy là chắc là chưa xài được mấy món phụ kiện chinh phạt. Chứ nick này là có một cặp nhẫn với lại sừng thịnh nộ là ta lần kỵ binh với một cái sừng nữa ta lần bộ binh. Đó, nick này là chơi thiên về kỵ binh anh em, nhưng mà lại không có cái skin nhà kỵ nào, nghe nó hơi lạ nhỉ. Rồi đây là vũ trang, vũ trang này có hai cái minh văn tím hơi đen, không có gì hot. Ở mục khác, ồ đây là gói vé số lung linh. Hiện tại thì nick này vẫn đang nạp chỗ này là 4 cái vé số lung linh 100 đô này, cũng ngon đấy chứ, nick này nạp cũng rất là nhiều tiền nhá. Không hiểu sao lại bị refund mấy cái kia, chắc là kiểu bay về K2 xong refund lại mấy cái gói pha lê ở mùa chinh phạt chăng. AP thì mình thấy là cũng có khoảng chắc mấy trăm ngàn AP, cho tương đối rồi các bạn. Vé bay còn đúng một vé này. Ở trên này còn 127 chọc vàng. Nick này mắc rất là nhiều con tướng meta nha. Đấy là cái điểm mình giá rất là cao. Chọc vàng chắc mới xài vào gần đây thôi. Mấy con kiểu Herman, Asurbanipan mới ra mắc hết luôn mà. Nó đánh nhiều kỵ nhưng mà hiện tại đang xài vào cái skin nhà kỵ binh free anh em. Cái này nhà nơi ở Thánh Thần. Nói chung là chỉ số cộng cũng tốt. Nhưng mà không có nhà thiên đỉnh. Ok, mình sẽ xem thêm một chút để mục nạp tiền đi. Hiện tại thì đối với sự kiện nạp lại, nick này đã nạp thêm là 7.990.000 cho 8 triệu anh em. Nạp khiếp thật sự. Gói theo dấu thời gian, gói này hiện tại đã nạp lên gói 50 đô này. Gói mùa xuân lung linh, đây là gói event 7.000 game nhé anh em. Hiện tại cũng nạp lên gói 100 đô. Nói chung là nick này bot vẫn đầu tư cũng khá khá đấy. Vẫn đang còn nạp tiền anh em ạ. Đây là gói tháng, mua vật liệu tăng tốc, đá quý, mua cả gói vàng luôn. Ui. Ok, tất cả xe game đã mua này. Nick này Keyboy rất là gớm nha anh em. Thử xem về KVK của 3267. Hiện tại đang trong quá trình ghép cặp, mới chuẩn bị bước vào KVK3 thôi. Cụm từ 3257 đến 3288 đấy. Ông này mà mai mốt vào KVK3 gặp mấy ông Newbie bón hành thì thôi rồi luôn. Về xếp hạng vương quốc, chúng ta có sức mạnh liên minh. Hiện tại có một clan chính là V67B, 5.7 điểm sức mạnh nha. Ở đây là mình thấy quà là quà cấp 22, tuy nhiên thì chưa có ngôi sao nào trên lá cờ. Về kỹ năng liên minh thì điểm tiêu diệt hiện tại là 101 tỷ, mà riêng cái nick Black Hole mình đang review ở đây đã 20 tỷ điểm tiêu diệt rồi. Một quả nick nhập cư mà rất là khủng. Ở sức mạnh cá nhân chúng ta có là top 1 này, là cái nick mình đang review luôn. Top 2 là Nay EF, 98 triệu pound, điểm tiêu diệt 439 triệu. Nhưng mà đây là nick mới nha anh em, nick này mới hoàn toàn luôn. Top 3 là WR Mèo, 97 triệu pound, điểm tiêu diệt 12 tỷ. Nick này thì như là bạn chủ nick có từng gửi mình review rồi. Nếu mà anh em thích thì tôi có thể vào sâu luôn cho anh em cũng được. Điểm tiêu diệt khá là gớm. Ở top 3 chúng ta có là Dứa, cũng 86 triệu pound, điểm tiêu diệt 1 tỷ 8. Top 4 là Pikachu, 6 tỷ 1 điểm tiêu diệt, sức mạnh 83 triệu. Nhìn chung là bên này Việt Nam cũng khá là nhiều nha. Mình không biết là bây giờ ví dụ mà cái liên minh tầm 5 tỷ 7 ở KVK3 thì gọi là mạnh hay yếu anh em. Để lâu lắm mình không có để ý với cái pao này. Đây, về đây là top điểm tiêu diệt nhá. Top 3 là Pikachu 6 tỷ 1. Top 4 là Tôn Tử Đi 3 4 tỷ 9. Top 5 là Rùa Ao La 4 tỷ 7. Nick này mình cũng từng review rồi, một cái nick rất là đặc biệt. Nếu hôm trước thì mình có livestream, mình có nói về cái nick này thì nhiều anh em bảo là nick này hiện tại đã bán rồi. Tức là cái người chủ cũ đã thanh lý quả nick này. Nếu mà anh em nào đã từng xem cái buổi mình dạy các bạn được người ta phân biệt con vịt, con ngang, con ngỗng ấy, thì chính là quả nick Rùa Ao Làng này. Ở tiếp đó thì chúng ta sẽ có là Tôm, The End, Bún Bò, toàn Việt Nam thôi. Keyboard thấy cũng khá cao, trên 1B được vừa tròn 20 người luôn.
Rồi ok anh em, và video review AK ngày hôm nay của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Một quả nick mình đánh giá rất là mạnh nha, và một liên minh mình thấy cũng rất là đông anh em Việt Nam, có lẽ là cũng sẽ rất là chiến ở KVK3. Mình không biết tại sao mà KVK1-2 thì chưa có ngôi sao nào, có lẽ là do chưa may mắn thôi. Hy vọng là với cái dàn nick nhập cư về khủng như này thì KVK3 có thể lựa được một ngôi sao. Nhìn chung là nick này quá khỏe rồi. KVK3 với dàn tướng này nữa, chẳng tech pha lê đánh thì chưa mệt nghỉ, miễn là anh em chịu nhồi lính vào thôi. Ok, bye bye anh em nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Để tôi đào hộ ông này cái mỏ game phát, bot cũng cần phải farm game chứ đúng không? Đấy, người tốt anh em ạ. Ok, bye bye anh em.